Mà sao nhiều người vào chùa nói sư ơi, lúc này con khổ quá. Sư tưởng đâu là người này liễu tri được cái khổ là sanh già đau chết. Hỏi sao khổ con, trời con bằng ăn hoài, không có tiền con khổ quá. Chúng tôi mới thưa rằng là trong kinh không thấy Đức Phật nói cái vụ này. Không thấy Đức Phật nói cái vụ mà làm ăn không có tiền khổ. Thưa sư, nghiệp của con trổ ra quá trời, con khổ quá. Đầu tiên mình nghe này, tại vì cái khổ này mà liễu tri là mình phải mừng. Đức Phật Ngài dạy rằng là trong suốt 45 năm, trong suốt 45 năm, Hoằng Dương Chánh Pháp, Ngài chỉ tuyên bố có hai điều thôi. Mặc dù là kinh là 84.000 pháp môn, nhưng mà trong đó tụ trung có hai điều. Một là gì? Ngài nêu lên cái sự khổ. Hai là gì? Con đường đưa đến sự hiểu liễu tri cái khổ đó. Tức là khổ và biết cái khổ đó. Đức Phật Ngài nói cái hai điều thôi. Bây giờ khổ thì mình thấy rồi đó, mình có rồi đó, nhưng mà để liễu tri được cái khổ thì phải đòi hỏi quá trình. Cho nên cái khổ não này, cái pháp khổ não này, có những người họ hiểu rất là cạn, có những người họ hiểu rất là sâu, tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người. Cái khổ này có những người họ chỉ hiểu qua cái hiện tượng, và có những người họ hiểu qua cái bản chất thật của cái khổ này. Thí dụ, có một nhà thơ, họ nói rằng là cái khổ con người mình rất là khổ, đời người rất là khổ. Họ mới tuyên bố rằng là thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Vừa mới sanh ra là chúng ta đã khóc rồi. Thì cái người này đối với vị họ hiểu cái sự khổ như thế nào? Cái người này họ chỉ hiểu cái sự khổ đau của kiếp con người qua cái hiện tượng, qua cái hiện tượng là đứa bé khóc vừa mới sanh ra khóc. Cho nên họ mới tuyên bố rằng là đời người là khổ. Rồi có một cái người họ thấy cái kiếp người này quá khổ đi, quá khổ đi, họ mới tuyên bố rằng là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thì ở đây kính thưa quý vị, chúng tôi cũng cho rằng cái người này hiểu cái pháp khổ não qua chỉ là khái niệm thôi. Bởi vì làm cây thông là vô tri giác, và nếu được làm thông thì có hạnh phúc gì đâu. Họ chỉ đơn giản họ nghĩ cái hình ảnh cây thông là không có cảm nhận được cuộc đời này, cho nên họ nghĩ rằng cây thông chắc là hạnh phúc. Cho nên cái người này họ cũng không có hiểu được cái bản chất của sự khổ. Khi nói đến đây thì chúng tôi nhớ đến một câu chuyện của ba ông lão. Ông cảm nhận được cái khổ của cuộc đời qua cái hiện tượng, để rồi ông quyết định đi tự vẫn. Có những người như vậy quý vị, khi mà thấy khổ quá bế tắc, họ tìm cái phương án giải quyết cái khổ đó bằng cách là đi tự vẫn. Cái ông lão thứ nhất đó là nói về cái ông cụ đồ. Ngày xưa thì thầy dạy là gọi là ông cụ đồ. Ông cụ đồ này ông dạy học cho nhiều học sinh, mà học sinh của ông dạy thì ai cũng đỗ đạt thành danh hết. Ông ta thì cũng bao lần cũng liều cũng chổng cũng đi thi, nhưng mà thi lần nào rồi ông ta cũng rớt hết. Tuổi thì ông ta đã già rồi, mà danh phận không có, sự nghiệp cũng không. Ông ta mới tủi thân quá. Học trò mình á thì nó đỗ đạt cao, còn mình á thì thi hoài không đậu. Cho nên ông ta mới than thở, và ông ta quyết định đi tìm cái chết. Chết cho xong cho rồi chứ khổ quá. Mình là cụ đồ dạy học mà thi rớt hoài. Cho nên ông ta mới than rằng là trên 50 tuổi không danh phận, thi rớt bao phen lận đận hoài. Cho nên ông ta mới quyết định, mới đi lên rừng để từ bỏ kiếp sống này. Khi ông ta đi một đoạn lên rừng thì ông ta gặp một ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ này mới hỏi thăm ông cụ đồ nho. Ông cụ đồ nho mới tỏ hết được cái nỗi niềm của mình là bây giờ cuộc đời này tôi chán quá. Dạy học trò bao nhiêu đứa cũng đậu, còn mình thì cũng liều cũng chổng cũng đi thi mà không thấy đậu, rớt hoài. Thì ông đạo sĩ ông nói nếu ở vậy thì cho tôi theo chứ. Bởi vì ông đạo sĩ này ông cũng tu khổ hạnh nhiều năm rồi,
mà cũng chưa có ngộ được cái gì hết. Tu khổ hạnh ép sát dữ lắm mà cũng không có kết quả. Cho nên ông ta mới than rằng đó, khổ hạnh bao năm tu ép sát chẳng kết quả gì, khổ cực thai. Cho nên ông cho tôi theo chứ. Tức là cái ông đạo sĩ này, ông cũng tu hành giống như mình, tu hoài mà mình thấy không có kết quả gì hết, mà ông này ông tu theo khổ hạnh ép sát dữ lắm quý vị. Cái người tu khổ hạnh không phải như mình. Cái thời kỳ Đức Phật mà cái pháp môn khổ hạnh á là nó tích cực dữ lắm. Thí dụ như là mùa nắng á thì phải phơi mình ngoài sa mạc, mùa đông á thì phải trầm mình xuống sông Hằng, và không được á ngồi hay nằm trên những vật im ái mà phải là những cái vật trong gai. Rồi ăn uống không có được thỏa mãn, chỉ ăn càng ngày càng ít đi để cảm giác cái sự khổ. Bởi vì cái những người này họ quan niệm, quý vị biết tại sao không? Họ nghĩ rằng á là họ sẽ cảm nhận cái khổ lớn á thì cái khổ nhỏ đối với họ sẽ mất đi. Giống như mình bị chặt tay, cái đau đớn của cái cảm giác khổ thọ mà bị chặt tay á, nó đau cỡ nào, rất là thống thiết. Thì khi mình bị đứt tay thì có không nghĩa lý gì, họ nghĩ vậy đó. Giống như mình nhịn đói cả ngày này qua ngày kia quen rồi, lâu lâu mà trễ cơm bữa thì không thấy khổ, họ nghĩ vậy đó. Giống như là họ nằm trên những cái vật thô cứng trong gai quen rồi, cho nên bây giờ mà lỡ họ ngồi trên nền xi măng nữa họ cũng không thấy khổ. Hoặc là họ đã dăng nắng ở ngoài sa mạc, mà quý vị biết cái nắng cỡ nào, nắng lắm, thì họ cảm giác cái khổ lớn như vậy. Thì họ mà đi ở ngoài đường mình thì nhâm gì, đâu có thấy khổ đâu. Bởi vì cái quan niệm hồi xưa khổ là gì? Do đói khát, lạnh nóng, đúng không? Những cái cảm giác đó là làm cho con người mình khó chịu, tức là khổ. Thì cái người mà tu theo khổ hạnh họ quan niệm như vậy. Họ nói rằng là bây giờ mình phải tiếp xúc, cảm nhận cái khổ thật lớn, thì cái khổ bình thường chúng ta không thấy, nhưng diệt được cái khổ. Cũng giống như nhiều người nói, sư ơi, hồi nhỏ còn khổ lắm rồi, bây giờ cái khổ này nhầm nho gì đó, còn ngọn quan niệm vậy đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài phủ nhận, cái phương pháp đó phủ nhận. Bởi vì cái tâm của mình thời gian nó sẽ, mình không còn giữ khổ hạnh nữa thì mình sẽ thấy cái khổ kia liền. Cái phương pháp này nó không đưa đến sự chấm dứt cái sự khổ. Mà khổ hạnh như Đức Phật Ngài đã ép sát đến 6 năm, Ngài ngã quỵ luôn. Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi thì Ngài cũng không có tỏ ngộ được cái chân lý. Cuối cùng Ngài mới từ bỏ con đường khổ hạnh, Ngài mới dấn thân vào con đường trung đạo. Và Ngài cũng không có chủ trương là quá lợi dưỡng, mà Ngài chủ trương rằng chúng ta sống chừng mực, để chúng ta có một cái tinh thần sáng suốt, nhận thức được cái bản chất thật của cuộc đời này, để rồi chúng ta không đắm nhiễm vào đó. Phải nhớ như vậy. Cho nên cái người mà họ tu khổ hạnh, họ quan niệm rằng là bây giờ mình phải chịu cái khổ thật lớn, để cái khổ nhỏ nó không có xuất hiện với mình không thấy khổ. Rồi có những người họ quan niệm rằng là mình phải thụ hưởng những cái vui sướng trên cuộc đời này, cái tâm mình muốn cái gì mình chiều cho nó cái đó thì sẽ không khổ. Bây giờ tâm quý vị muốn cái gì? Mình đang ngồi ở đây cái mình muốn đi ra ngoài, đứng dậy mình đi, mình ra ngoài mình đi, cái mình muốn đi vô cái mình đi vô, mà thường là mình vậy đó. Mình bây giờ là mình đang sống chiều theo cái tâm của mình, nó là ông chủ, mình là gì? Nô lệ. Mình là nô lệ. Khi nào mà quý vị có được chánh niệm, có được sự quyết tâm dựa vào ngũ lực tính tấn niệm định tuệ, thì quý vị mới dùng vậy làm chủ lại nó. Chúng tôi sẽ ví dụ, ngồi ở trong cái đạo tràng này mà tâm quý vị cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, nó giọng móng muốn ra, nó kêu ra đi, ngồi đây mệt quá, nghe pháp mệt quá, cái tự động cái mình cũng muốn đi ra, nó biểu mình ra mà, nó sai mình. Nhưng nếu như đệ tử của Đức Phật, mình biết đó là tâm ma rồi. Bởi vì đang ngồi đây là nghe pháp của Đức Phật mà nó biểu mình đi ra, thì người đệ tử Đức Phật phải chánh niệm. Hôm nay mình phải dùng lên, làm chủ lấy nó. Tao bảo mày ngồi ở đây thì ngồi đây, ngày hôm qua mày biểu tao gì tao làm cái đó, nhưng hôm nay là mày phải nghe lời tao. Mình phải dạy cái tâm mình vậy đó. Cho dù sư chánh định có giảng pháp không hay, không hấp dẫn, nhưng mà đây là pháp của Đức Phật, ta phải ngồi nghe.
Bây giờ tao là đệ tử của Phật, ai cũng gọi tao là Phật, Phật tử, chứ không phải là ma tử. Khi nào tao là ma tử, đệ tử của ma vương thì tao mới theo mày. Bây giờ tao là Phật tử thì tao phải theo Phật, cho nên quyết định gọi này. Như vậy thì mình đã chiến thắng được cái tâm mình. Còn không là mình chiều theo nó. Cuộc đời của mình là, Đức Phật Ngài dạy rằng là cuộc đời của chúng sanh là lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, bất mãn, là không tội, không có mãn lòng, không có thỏa mãn, và luôn luôn nô lệ cho tham ái. Tham ái là gì? Là cái lòng tham của mình, nó điều khiển mình đi đây đi đó, làm này làm nọ, nó sai mình không. Cho nên hôm nay cái ngày nào mà quý vị tu tập á, quý vị nói hôm nay là tao dùng vậy làm chủ chính quyền chút, làm chủ nhà chút, cái nhà tâm mình nè. Mày làm chủ nhà lâu rồi, mày sai tao đầu tắt mặt tối chạy tới chạy lui như con thoi vậy, tao mệt quá rồi. Bây giờ tao phải làm chủ lấy mày. Mày phải nghe tao. Mình phải dùng vậy để mình làm một cái động tác là mình đoạt lấy cái quyền hạn là chủ nhà, để mình sai nó. Chứ mình không sai nó là giờ bây giờ nó sai mày ra chợ rồi. Bây giờ mình sai nó thì nó mới vô chùa. Chứ không là nó sai mày ra chợ rồi. Mua sắm ăn uống nói chuyện thấy vui quá. Tại nó muốn vậy mà, cái tâm nó muốn vậy. Cho nên tại sao có những người mà họ muốn đi chùa mà đi không được? Là bởi vì họ chưa có làm chủ được cái tâm của họ. Cái ông đã trở lại vấn đề là cái ông đạo sĩ này, ông tu khổ hạnh. Câu chuyện của chúng tôi đang kể là ông tu khổ hạnh, ép sát dữ lắm, mà nhiều năm rồi ông không có kết quả. Cho nên ông buồn, ông thấy cái ông cụ đồ đi đòi tự giận, ông cũng đòi theo tự giận. Ông mới than rằng là khổ hạnh bao năm tu ép sát, chẳng kết quả gì khổ cực thay. Hai ông ta mới nắm tay nhau đi một đoạn nữa thì mới gặp một cái ông lão hành khất, tức là cái ông ăn xin, ông già ăn xin. Ông già ăn xin này cúi đầu chào hai ông lão cụ đồ và ông lão đạo sĩ, thì hai ba bên nói chuyện với nhau thì mới hiểu được hai ông này ông cũng chán nản cuộc đời quá. Ông đi lên ông tìm cách để giải quyết cái khổ này. Thì ông này ông nói hai ông vậy còn sướng, tôi mới là khổ nè. Ông mới than rằng là cơm ngày hai bữa không no dạ, hành khất lang thang vất vả thôi. Cuộc đời hành khất mà đi xin mà, ông còn khổ hơn hai ông này nữa. Cho nên ông nói nếu hai ông vậy mà đòi đi tự giận thì cho tôi theo chứ. Cho tôi theo chứ. Thì ba ông lão mới nắm tay nhau mới đi lên rừng để tìm cái chết, để mà chấm dứt cái sự khổ. Nhưng ở đây kính thưa quý vị, chúng tôi muốn kể câu chuyện này để minh chứng cho quý vị thấy rằng là ba ông lão này ổng chỉ cảm nhận cái khổ qua hiện tượng của cuộc sống mà thôi, qua cái nhân tình thế thái của cuộc đời này thôi. Lúc ấy nếu như có một vị tăng già, tức là một cái vị tu theo Phật giáo, một vị thầy, vị sư và tăng già, cũng như là một lão tăng vậy đó, thì ông vị lão tăng này sẽ không cảm nhận cái khổ giống như là ba cái ông lão đó. Cái vị lão tăng này sẽ than rằng là tam giới nhân thiên khổ lắm mà, sanh già đau chết thường xảy ra, quán thù lại gặp cầu chẳng đặng, chấp thân năm quẩn khó buông ra. Tức là cái vị lão tăng này sẽ cảm nhận cái khổ về bản chất của cuộc đời này, chứ không phải là qua cái hiện tượng như ba ông lão kia. Cho nên chúng ta phải là những người mà cảm nhận cái khổ này theo cái vị lão tăng đó. Có nghĩa là tam giới nhân thiên khổ lắm mà, sanh già đau chết thường xảy ra, đúng như trong kinh Đức Phật dạy. Là mình thấy cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Chứ mình không có thấy cái không ăn là khổ, không tiền là khổ, không được ai thương là khổ. Đừng có thấy cái đó. Có nhiều người nói sư ơi, chồng con hết thương con rồi, con khổ quá. Sư nói nên mừng đi chứ khổ gì. Phải không? Nên mừng chứ sao khổ. Sư ơi sao chồng con lúc này ông đi công tác xa hoài à? Con nghi ngờ quá, con khổ quá. Cái người này chỉ cảm nhận cái khổ qua hiện tượng. Là không được ông chồng thương là khổ, mà được ông chồng thương là hạnh phúc.
Không có tiền là khổ, có tiền là hạnh phúc. Mà cái khổ này Đức Phật ngài nói chỉ là cảm nhận qua cái nhân tình thế thái, cái xã hội này thôi, cái cuộc đời thôi. Nhưng mà cái khổ chính Đức Phật ngài dạy là cái sự sanh ra là khổ, cái sự già là khổ, sự bệnh là khổ, chết là khổ. Hiểu như vậy đi làm chi? Để chúng ta mới cố gắng không có bám níu chấp vào cuộc đời này. Chứ còn mà không được chồng thương khổ là chấp vào cái cuộc đời này, cái đó là càng khổ thêm. Hiểu qua cái hiện tượng thì càng khổ, khổ thêm. Giống như mình nói, sư ơi, con có biết già là khổ và con thấy tóc con bạc. Mình chỉ cảm nhận qua hiện tượng mà thấy tóc bạc là khổ thêm. Quý vị nghe sư nói nè, tứ diệu đế tức là bốn sự thật. Khổ đế Đức Phật ngài dạy cần phải liễu tri. Cái chữ liễu tri nó khác với cái cảm nhận qua cái hiện tượng. Liễu tri tức là mình thấy như chân như thật bằng trí tuệ. Cái người mà thấy trên mái đầu mình tóc bạc là cái hiện tượng báo điềm, là khổ, mà mình không có khổ, mình thấy nó sao mình khổ được. Chứ không phải chúng ta mà soi gương thấy tóc bạc, da nhăn, cái trời ơi, già tới rồi khổ quá. Vậy đâu phải gọi là liễu tri khổ, mà cái đó chúng ta đang bị khổ, đang bị khổ. Cầu bắt đắc, mình mong mà không được, cái mình thấy khổ. Như vậy thì mình không phải liễu tri khổ, mà là mình đang bị cái tâm tham nó làm cho mình khổ. Mình chấp vào ngũ quẩn mình làm cho nó khổ. Cho nên chúng ta soi gương hoặc là nhìn thấy những cái hiện tượng mà nó làm cho mình Đức Phật gọi là khổ đó, thì mình phải liễu tri đó. Mà cái người liễu tri thì họ không có khổ. Vậy Đức Phật ngài dạy là tam giới nhân thiên khổ lắm mà. Quý vị hiểu chữ tam giới không? Tam giới là gồm có gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là gì? Là cõi dục, chúng sanh thụ hưởng năm cái dục là sắc, đẹp, tiếng hay, mùi thơm, những con xúc lạc. Thì cái cõi dục này nó có 11 cõi, là bốn cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh, atula. Cõi người là 5, 6 cõi trời dục giới nữa. Thì 11 cõi này gọi là 11 cõi dục giới. 6 cõi trời là cõi gì? Tứ đại thiên dương, dạ ma, đấu sức, tha quá tự tại và quá lạc thiên. 6 cõi trời này là chư thiên, ở thì có cung điện, có phước báo đầy đủ, nhưng mà vẫn phải khổ, là bởi cái bản chất nó phải bị vô thường, sanh diệt, cho nên vẫn còn khổ. Đức Phật ngài dạy, kể cả cõi trời phạm thiên sắc giới, là những vị mà đắc được thiền định, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới, nhưng mà vẫn khổ. Ở trên đó quý vị biết, họ sống 84.000 kiếp trái đất. Mà một kiếp trái đất quý vị biết bao lâu không? Lâu lắm, rất là lâu. Trải qua 3 giai đoạn là sanh trụ diệt của một kiếp, của một địa cầu này. Chẳng hạn như địa cầu chúng ta đang ở đây là phải trải qua 5 vị Phật. Thì cái vị Phật cuối cùng là Đức Phật Di Lặc ở đời. Sao Đức Phật Di Lặc ở đời, cái địa cầu nó hoại diệt, thì được gọi là một kiếp trái đất. Mà cái cõi trời gọi là phi tưởng xứ, là cõi trời phạm thiên cao nhất của vô sắc giới đó, thì chúng sanh trên đó sống tới 84.000 đại kiếp trái đất, sống lâu đến mức độ mà tưởng không chết, mà cuối cùng vẫn chết. Chúng tôi xin nói sơ cho quý vị thấy về cái vũ trụ quan theo quan niệm Phật giáo. Theo Đức Phật á, thì cái tam giới này nó có 31 cõi, là 11 cõi dục giới, 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng xứ. Cái cõi trời phi tưởng xứ là cao nhất. Ở trên đó chúng sanh thọ mạng đến 84.000 kiếp trái đất, chứ không phải như mình đây đâu. Mình là cõi người, trên cõi người là cõi gì? Tứ đại thiên dương, là cái cõi trời của 4 vị chư thiên có thần lực, mà xem 4 hướng mà chúng ta gọi là tứ đại thiên dương. Một ngày một đêm ở trên cõi tứ đại thiên dương á, thì bằng 50 năm ở dưới cõi người. Ở trên đó là sống ngàn đêm, mình đây 50 năm mà. Ta sống 2 ngày 2 đêm, mình đây chết queo rồi. Trên cõi trời tứ đại thiên dương là cõi trời gì? Đạo lợi. Mà chúng ta thường nghe là Đức Trời Đế Thích á. Đức Trời Đế Thích mà trong kinh mà hay nói đi hậu trì Đức Phật á. Cái gì đó là vị vua trời ở cái cõi trời tam thập tam thiên mà chúng ta gọi là đạo lợi. Một ngày một đêm ở trên cõi trời đạo lợi thì bằng 100 năm dưới đây. Mà Đức Trời Đế Thích á, ngài cũng là đệ tử của Đức Phật.
Thời Đức Phật còn tại thế thì Ngài vào canh ba đó, Ngài hay xuống nghe Đức Phật thuyết pháp. Và Ngài ở trên đó Ngài cũng thuyết pháp cho chư thiên nghe. Ngài có một cái giảng đường tên là Sú Thâm Má. Sú là diệu, thâm má là pháp. Cho nên cái giảng đường của Ngài có tên là giảng đường diệu, diệu pháp. Vào cái ngày 14 nè, 15 nè, 29 nè, 30 nè, thì Ngài á, có cái nhiệm vụ đi tuần. Đi tuần ở cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Ngài nhìn chúng sanh coi có tu hay không. Ngài thấy ai mà tu bát quan, niệm Phật hay là ngồi thiền hay làm lành. Ngài về trên cõi trời tối nay Ngài mới khoe với thiên chúng rằng là ở dưới nhân loại có những người họ đang hành thiện pháp, họ làm lành lắm dữ. Thì toàn thể thiên chúng đều đồng thanh hoan hỷ nói lên lời sa thú lần thai. Đố quý vị biết tại sao không? Là bởi vì ở trên rảnh thiên chúng họ mừng là họ sắp sửa có thêm bà con thân quyến. Vì ở trên chư thiên hết phước xuống thì nhiều mà sanh lên thì ít. Ở trên đó chúng sanh mà hết tuổi thọ thì xuống có, mà về thì không. Giống như những cái nước mà nó phát triển gọi là vật chất đầy đủ như là bên Úc bên đầu đó thì cái người dân ít lắm. Cho nên ở trên chư thiên bây giờ đã báo động đỏ là chư thiên vắng đi rồi, mà cõi người mình thì bao la. Cho nên lâu lâu mà được một người nào chuẩn bị về trển họ mừng lắm, tại vì lên trển làm anh em họ hàng. Ở trên cõi trời Đế Thích á, nó không phải như mình đây, mà nhà mình thì mới là anh em, là họ hàng. Tất cả những chúng sanh mà sanh về cõi trời đạo lợi đó thì đều là bà con thân quyến hết, tại vì sanh ra từ cái mình của Đế Thích là quá sanh mà. Những cái người có phước á, thì sanh ra từ bụng của Đế Thích là công chúa hoàng tử. Những người mà ít phước một chút á, thì sanh ra từ tay từ chân thì làm gọi là tùy tùng, nhưng mà vẫn có phước, vẫn có hào quang, vẫn có cung điện, nhưng mà đi theo tùy tùng của Đế Thích. Cho nên ở trên đó mà nghe Đức Trị Thích về báo rằng ở tại cái quận 8 chùa Bửu Quang này có 50-60 người đang ngồi nghe siêu chánh định thuyết pháp, là cả thiên chúng mới coi trời đạo lợi đồng thanh sa thú lành thai. Bởi vì họ chuẩn bị đón mình về. Quý vị biết mình tưởng nó còn lâu không có, đối với họ 100 năm dưới đây mới 1000 đêm trở này, mà mình nay sống mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mình còn mấy chục năm nữa, 20 năm nữa ở trển còn có 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ nữa. Họ sắp sửa chuẩn bị cung điện tràng hoa rồi bông hoa rồi chuẩn bị đó mình về. Tại mình thấy lâu chứ trển nó mau lắm. Đức Trời Đế Thích chỉ thấy Đức Phật mới niết bàn đây có mới có 25 ngày thôi. Tại vì một ngày một đêm ở trển bằng 100 năm dưới đây, 100 năm là 1 thế kỷ. Mà Đức Phật mình đã viên tịch 25 thế kỷ thì bằng ở trển mới có 25 ngày, chứ đủ 1 tháng nữa. Cho nên quý vị cứ vui mừng đi, chuẩn bị là về trển làm bà con thân quyến với Đức Trời Thích. Cho nên á, Ngài nhìn xuống cái trần gian này, Ngài thấy ai tu á, Ngài mừng. Mừng đến mức độ là tại sao? Là bởi vì giống như người thân trong nhà mình á, ngày từ từ ra đi mà người sanh vô không có. Mà trên đó thì cõi trời rất là có phước. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng tu. Tu để làm gì? Mà muốn tu thì phải thấy cái pháp của Đức Phật, mà cụ thể như là cái pháp khổ não. Có những người họ chưa thấy cái pháp khổ não này, cho nên họ chưa muốn tu. Bây giờ hôm nay mình nghe cái pháp khổ não rồi thì mình mới quyết định mình tu. Mình tu để mình tu ở đây tới mình đang tu phước. Mình đang tu phước. Mình tu phước ở đây nó có là phước vật, phước đức và phước trí. Quý vị đang ngồi nghe pháp như thế này, đối với quý vị là quý vị đang tu phước gì? Phước trí. Phước trí. Bố thí cúng dường là phước, phước vật. Có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, thọ trì giới để thể hiện cái tấm lòng thương tưởng chúng sanh thì gọi là phước, phước đức. Phước vật là giàu có tiền của tài sản vật chất nhiều. Nhưng mà nếu như không tạo phước trí thì mốt sanh ra giàu nhưng mà hơi bị ngu một tí. Cái chữ ngu này chúng tôi không thể nói là ngu là thất học. Ngu là sao? Cái chữ ngu này giàu nhưng mà vịnh mặt, giàu nhưng mà bọn sẻn, giàu nhưng mà keo kiệt, giàu nhưng mà nô lệ cho đồng tiền,
mấy người đó gọi là giàu mà hơi bị thiếu thiếu trí. Cái người nào mà giàu có đầy đủ phước vật, nhưng mà tâm của người này dính mắc vào đó, thì Đức Phật gọi người này là người ngu. Cái chữ ba lá ở đây là cái người không hiểu được cái pháp vô thường, khổ não vô ngã, không hiểu được nhân quả nghiệp báo, và chấp vào cuộc đời này, thì cái người đó gọi là người ngu, toàn làm việc ác không. Cho nên những cái người mà có phước vật thì phải biết tạo phước nữa, thì mới được gọi là cái người từ chỗ sáng đến chỗ sáng, cái người có trí. Còn người mà giàu có mà dính mắc vào tiền của thì người đó lại là khổ thiệt. Phước đức là gì? Có những người họ giàu nhưng mà họ lại yếu thọ, họ giàu nhưng mà họ lại bệnh hoạn, ốm đau, họ giàu nhưng mà họ cô độc, cô đơn, không có thân bằng quyến thuộc, không có bạn bè. Bởi vì họ giàu rồi họ không muốn chơi với ai hết đó. Cái người này thiếu đi cái phước đức, thiếu đi lòng từ. Rồi có những người có trí tuệ nhưng mà lại nghèo, có trí tuệ nghèo. Cho nên ba cái phước này chúng ta phải tạo đầy đủ. Mình phải tạo làm sao mà vừa có phước vật, vừa có phước đức, vừa có phước trí. Nếu mà mình mà giờ bố thí cúng dường nhiều quá mà không chịu nghe pháp á, đời sau sanh ra giàu có nhưng mà khổ lắm. Mình mà bố thí cúng dường nhưng mà mình chịu nghe pháp phải tạo thêm phước trí nữa mới tốt. Cho nên cái nhân mà sanh phước trí là bằng cách là chúng ta phải nghe pháp. Một nhân duy nhất thôi là phải nghe pháp. Ngài Xá Lợi Phất thì Mục Kiền Liên cũng nhờ nghe pháp mà ngộ đạo. Mình cũng vậy, phải nhờ nghe pháp mới ngộ đạo. Cho nên cái pháp mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đây là pháp chân đế. Tức là ai hiểu được cái pháp khổ não bằng cái bản chất á, thì người đó mới bớt khổ. Chứ không phải hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái pháp khổ não mà về cho quý vị khổ. Đời là khổ, nhưng mà hiểu được cái khổ rồi chúng ta không có khổ. Cho nên người ta nói là vui vui khổ khổ, vui vui khổ. Mà khổ khổ vui vui, khổ khổ vui. Hiểu câu này không? Cái lý ở chỗ này là mặc dù mình thấy người ta vui đó, nhưng mà thật chắc nó khổ đó. Còn mình thấy khổ đó, mình thấy khổ tức là tại sao sư giảng có khổ hoài vậy? Không phải, mà mình thấy khổ để mà mình vui à. Cho nên mình phải biến khổ thành vui. Vì vậy mà những người mà chúng ta đang ngồi ở đây, có nhiều người nhìn vô nói trời ơi, ngồi chi cho nó mệt, cũng gãy xương sống vậy đó, ngồi đó tê cẳng tê chân, khổ quá. Nhưng mà cái khổ này là gì? Là đề mục. Là đề mục. Quý vị phải từ trong cái khổ để tìm thấy cái lạc. Hãy nhớ. Cho nên mình cứ tham gia mấy cái khóa tu như thế này thì mệt mỏi chứ, tâm mình nó khó chịu chứ, đúng không? Cho nên mình mới thấy được như vậy thì mình sẽ hết khổ. Vì vậy mà khi mà quý vị mà cảm thấy cơ thể mình nó đau nhức, tâm mình nó khó chịu, là mình biết đó là cái khổ não. Cái pháp khổ não này mình thấy như chân như thật, là bởi vì mình còn chấp năm quẩn này, mình còn tham ái vân vân, cho nên mình mới khổ. Vì thế mà cái người mà thường xuyên quán những khổ quán á, thì cái người này dễ hành thiện pháp lắm. Chúng tôi muốn nói dễ hành thiện pháp là sao? Tức là mình không có lựa chọn cái sự an lạc, cái sự dễ chịu cho tâm. Mà mình mặc dù mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi mình nghe pháp, cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau khổ, nhưng mà cái đau khổ này là mình xem nó là cái đề mục để mà là khổ khổ vui vui và khổ đó vui. Cho nên đối với Phật á, thì khi cái khổ đến á, nó không phải là một cái vấn đề, mà cái vấn đề ở chỗ là chúng ta phải nhìn thấy cái khổ đó như thế nào, cảm nhận cái khổ đó như thế nào. Khi cái nghiệp nó trổ đến mình thì cái chuyện nó không phải là vấn đề, bởi vì nó là nghiệp báo mà định lý tất nhiên. Nhưng mà cái người cảm nhận cái nghiệp báo đó như thế nào, nó khác nhau ở cái chỗ đó. Đức Phật Ngài cũng trổ nghiệp, chư Tăng cũng trổ nghiệp, nhưng mà các vị sẽ cảm nhận cái nghiệp đó khác mình. Khác mình. Cho nên ở đây là tùy ở cái mỗi người cảm nhận cái khổ đó. Vì vậy mà cái pháp khổ não là một trong ba cái pháp ấn mà Đức Phật Ngài đã dạy
Cái người mà liễu tri được cái khổ não thì người đó sẽ hết hết khổ. Còn người nào mà chưa liễu tri được khổ não thì khổ hoài. Cho nên á, có một lần chúng tôi có tâm sự với một người Phật tử, khi họ vào chùa họ than họ khổ. Xin nói nên chúc mừng là bởi vì chồng mình, con mình nó làm cho mình khổ, để mình thấy được cái bản chất thật của cái pháp khổ này. Mà không nhìn qua hiện tượng, nhìn qua hiện tượng khổ lắm. Hiện tượng là sao? Người ta có chồng có vợ, còn mình ấy, hả, chồng thì bỏ mình vân vân, thấy khổ không? Ai kêu nhìn qua hiện tượng chứ, mà mình nhìn vô cái trạng thái tâm khó chịu của mình. Để mình, Đức Phật Ngài dạy rằng là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, cầu bắt đắc khổ, thương phải xa khổ, ghét phải gần khổ, chấp ngũ thủ quẩn là khổ. Mình nhìn vào cái bản chất thật của cái tâm mình thì mình thấy nó sẽ hết hết khổ. Mình quán cái khổ để mình diệt khổ, chứ không phải là quán cái khổ để tăng thêm cái khổ. Chúng ta là thấy cái khổ để tăng thêm cái niềm đau, nỗi khổ. Như vậy thì đâu phải thấy, mà chúng ta đang bị cái nỗi khổ đó chi phối. Còn cái người mà thấy khổ đó khác. Vậy từ xưa đến giờ, xin hỏi quý vị, chúng ta có thấy được cái khổ chưa? Chưa. Bởi vì nếu thấy khổ, chúng ta không sẽ còn không khổ. Chúng ta đang bị cái khổ đó chi phối. Cái sự mà mong muốn không được, cái sự mà cầu bắt đắc trái ngược với tâm mình, cảm thấy khổ, đó là chúng ta đang bị cái khổ nó chi phối. Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là sabbe sankhara dukkha, chư hành là khổ não. Cái khổ ở đây Đức Phật Ngài muốn nói rằng nó là ở cái chỗ sanh diệt. Cái người nào có trí tuệ thấy được cái vậy thì cái người đó sẽ liễu tri được khổ và sẽ chấm dứt được cái khổ đau này. Vì vậy Đức Phật Ngài nói rằng trên bước hoằng dương chánh pháp của Ngài, Ngài chỉ nói hai điều thôi. Một là khổ, hai là liễu tri khổ. Bây giờ khổ thì mình nghe Đức Phật nói rồi. Bây giờ phải liễu tri khổ, mình phải ráng cố gắng làm sao để mình thấy nó được, cái liễu tri khổ này. Thì hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một cái bài pháp có cái tựa đề là pháp khổ não. Và cái pháp này chúng ta phải hiểu nó qua cái bản chất, chứ không nên hiểu qua cái hiện tượng. Tại vì qua hiện tượng nó không có chính xác. Tại vì nhiều khi cái điều này là khổ với mình nhưng mà hạnh phúc của người khác. Ví dụ như ông chồng ông bỏ mình thấy khổ muốn chết, nhưng cái bà bên kia bà muốn bỏ chồng muốn chết mà bỏ không được. Không? Có chứ. Có nhiều bà nói sư ơi, con muốn dứt khoát cho rồi để con đi chùa tu cho nó khỏe. Đó. Còn bên kia nói sư ơi, chồng con không đi nửa tháng nay chưa thấy về. Vậy hỏi quý vị với cái khổ này có, nó hiện tượng nó có đúng không? Có đúng, không chính xác. Có những người thì họ vào chùa, họ nghe kinh, họ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Có những người nói sư ơi, sư thuyết pháp càng nhiều con càng thích nghe. Có những người sư ơi, sư giảng pháp gì dài quá vậy, ngồi lâu nó mỏi chân mỏi tay mệt mỏi. Có người nói sư ơi, sao mà sư giảng ngắn quá vậy, sư không biết là người nào đúng người nào sai. Như vậy thì cái khổ này hiện tượng chính xác, nhớ như vậy. Cái khổ hiện tượng là đó là chúng ta qua cảm nhận cái khổ. Bây giờ ở đây chúng tôi muốn nói là quý vị phải liễu tri được cái khổ như chân như thật bằng trí tuệ, thì mình không có cái tình trạng mà phát biểu như là sư ơi sư giảng con thích, hoặc là sư ơi sư giảng con nghe không thích, hoặc sư ơi chồng bỏ con khổ, hoặc là sư ơi chồng bỏ con hạnh phúc. Không có. Mình hiểu được cái sự sanh già đau chết, cái sự sanh tử luân hồi của cuộc đời này là khổ, để mình ráng mình tu làm sao để mà mình không nhiễm vào cái cuộc đời này nữa, để mình thoát khỏi ra cái tam giới này luôn thì mới hết khổ. Thì hôm nay chúng tôi đến đây giảng một bài pháp, mong rằng quý vị sẽ tăng thêm cái niềm tin nơi Phật pháp và có cái sự tinh tấn tu hành với cái đề tài là khổ não, để một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy cái khổ qua cái bản chất thật bằng trí tuệ, chứ không có thể nhìn qua những cái hiện tượng da nhăn má cớp tóc bạc nữa. Bây giờ không có nhìn vậy. Bây giờ về soi gương mà thấy nó bạc nữa là cái chuyện đó là không có buồn. Sư dạy không có khổ đau cái vụ này, mà mình nhìn cái góc độ khác. Bởi vì nếu nói mình già nghe, mà già mà trong sanh tử luân hồi thì bây giờ mình giống như già với gốc tre luôn rồi. Tại vì cái đời trước mình cũng là người già, rồi mình chết mình sanh qua đây làm con nít, rồi bây giờ tiếp tục mình già, rồi mới mình tới sanh qua cái kiếp sau mà lặn nít. Thì thử hỏi quý vị, con nít đó với cái người già này ai lớn hơn? Nít lớn hơn. Đúng không?
Cho nên bây giờ mình sanh ra mà e rồi ông già phải qua đó. Giờ không? Người già quá. Đa số mình sanh làm người mà. Cho nên cái hiện tượng thì mình nhìn thấy tóc bạc da nhăn rồi già, xấu xí rồi già. Nhưng mà nhìn đứa bé mình nó trời ơi trẻ quá. Già đó, đứa bé đó so với cái kiếp trước là nó già hơn. Nó già hơn. Cho nên phải nhìn như vậy thì mình mới thấy được cái bản chất thật của cái pháp khổ não. Hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ được đến đây giảng cho quý vị một cái bài pháp khổ não để cho đầy đủ ba cái pháp ấn là pháp vô thường, pháp khổ não và pháp vô ngã. Kính chúc quý vị luôn thân tâm an lạc. Bài pháp đến đây xin được kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức sanh đều trọn thành Phật đạo.